Hello, xin chào anh chị em. Chúc toàn thể anh chị em có một kỳ nghỉ lễ Noel thật là hạnh phúc, ấm áp, an lành bên người thân và gia đình. Sau những cái khoản lợi nhuận trong mấy phiên vừa rồi mà anh chị em đã chốt lời thành công. Đặc biệt là chiều ngày hôm nay cũng có một số anh chị em đã chốt lời thực hiện việc chốt lời thành công. Với những cổ phiếu như thằng FTS, như CTS, như thằng GEX hay một số cổ phiếu khác mà anh chị em đang cầm. Thì sau khi anh chị em chốt xong thì cuối phiên thị trường nó bắt đầu thể hiện cái sự rung lắc, nó thể hiện cái sự không đồng thuận giữa nhiều cổ phiếu. Ví dụ ngay bên trong cái nhóm cổ phiếu chứng khoán thì có những cổ phiếu như VND thì nó quay đầu nó đóng cửa thấp nhất phiên này, hay như VIX nó quay đầu nó đóng cửa thấp nhất phiên này, hay như SSI thì nó cũng ở trong cái tình trạng tương tự này, hay là một số cổ phiếu khác này thì nó cũng quay đầu nó giảm và gần như là thấp nhất phiên. Cái nhóm này này gần như mình chỉ thấy mỗi cái thằng FTS nó giữ được cái sắc xanh vào cuối phiên. Chiều nay thì mình bán 50% ở giá 44.1, bán 50.000. Bây giờ còn lại 50.000 để lại canh chặn lãi khi nó thủng cái đường EMA 20 ngày. Cái đường EMA 20 ngày thì bây giờ nó đã tiến lên cái vùng 43. Có nghĩa là khi mình mà bán ở cái vùng này này thì mình vẫn còn đang lãi một chút. Thì mình hôm trước mình mua đây. Thì đây thì còn lãi khoảng gần 2%. Tạm thời mình để chặn lãi ở đây để lỡ không may trong mấy ngày cuối tuần hay là sang đến phiên chiều thứ hai, thông tin về việc hệ thống KRX nó chưa được đưa vào vận hành chính thức, theo cái đánh giá từ cái quan điểm cá nhân của mình, có thể nó sẽ tác động ít nhất là trong ngắn hạn đến thị trường và đặc biệt là cái nhóm cổ phiếu chứng khoán. Nhiều anh em đặt ra cái câu hỏi là tại sao cái thông tin về việc hệ thống KRX nó lại tác động đến nhóm chứng khoán? Vì cái câu chuyện liên quan đến hệ thống KRX nó là cái động lực để giúp cho cái nhóm chứng khoán nó tăng từ tháng 3 cho đến nay. Những cổ phiếu như FTS nó tăng từ tháng 3 đến nay, nó tăng từ giá 16 lên giá 43, tăng khoảng gần 3 lần. FTS nó cũng tương tự, BSI nó cũng tương tự, thì nó tăng khoảng 3 lần, nó tăng từ 16 đến 46, tăng 3 lần. Hay các cổ phiếu khác cũng vậy, những cổ phiếu như VND thì nó tăng từ 15 đến 21, nó tăng khoảng 50%, hơn 40%. Thì cái thông tin KRX nó là động lực để giúp cho cái nhóm cổ phiếu chứng khoán nó đi lên, nó tăng giá. Thì khi cái thông tin này nó không còn hấp dẫn với nhà đầu tư nữa thì có thể những nhà đầu tư mà cầm cổ phiếu từ giai đoạn đầu năm đến nay, họ sẽ mang cổ phiếu ra để họ chốt lời và họ tìm kiếm cái cơ hội tiềm năng khác trên thị trường, và có thể là họ cầm tiền mặt để chờ đợi thị trường nó cân bằng xong, nó rũ xong, nó tái tích lũy xong. Lúc đó họ mới quay trở lại thị trường. Vì ở thời điểm hiện tại, thị trường nó vẫn đang ở trong cái giai đoạn sideways. Khi thị trường đang ở trong giai đoạn sideways, phần lớn là nhà đầu tư mua cổ phiếu, mua bán cổ phiếu đều không mang về lợi nhuận. Với những cái vị thế anh chị em mua đuổi là thậm chí là còn lỗ, ví dụ những anh chị em mua ở phiên hôm kia thì hôm nay mà anh em bán cuối phiên là còn lỗ ngược cơ. Còn với những vị thế mà anh em mình đang cầm những cổ phiếu như VND mua ở đây thì cùng lắm là anh chị em bán ATC ngày hôm nay thì anh em vẫn giữ được cái vị thế hòa vốn. Anh chị em so sánh với thằng VND và thằng FTS thì có lẽ anh chị em đã hiểu lý do vì sao mình ưu tiên thằng FTS hơn là thằng VND trong giai đoạn vừa qua. Nhưng mà mình không hiểu vì sao trong mấy phiên gần đây rất nhiều anh chị em lại ưa thích thằng VND đến như vậy. Trong khi mình thì mình mua ở phiên ngày mùng 1 tháng 12 và mình bán hết giá 22 ở đây này. Mình bán hết giá 22, nhưng mà sau đó thì nhiều anh chị em lại ưa thích. Lúc đó anh chị em mới nhìn ra cái cơ hội đến từ thằng VND. Thì đấy là cái nghịch lý. Khi mà nó đã hết hot rồi, khi mà cơ hội của nó đã dần cạn rồi thì chưa chắc lúc đó anh chị em mua nó lại mang về lợi nhuận đâu. Thì anh em cần phải thay đổi cái tư duy, cần phải lựa chọn linh hoạt, lựa chọn cổ phiếu. Thấy thằng nào nó khỏe nhất, nó có thể leader, nó có những cái dấu hiệu, nó có những cái tín hiệu dẫn sóng thị trường trong giai đoạn thời gian tới thì anh em phải ưu tiên nó, phải lựa chọn nó, chứ không nên yêu bất kỳ một cổ phiếu nào cả. Yêu một cổ phiếu mà nó đã hết con sóng, nó đã hết cái sự hấp dẫn. Ví dụ một cô gái 18 tuổi nó khác một cô gái 30 tuổi ở chỗ đó. Ví dụ một cô gái 18 tuổi đang ở cái độ tuổi xuân thì anh nào nhìn chả mê, nhưng mà đến khi 30 40 tuổi rồi thì lại khác. Nên anh em phải lựa chọn, phải ưu tiên những cổ phiếu mà tính đầu cơ nó cao hơn, nó có khả năng dẫn sóng hơn, nó linh hoạt hơn và nó dễ mang về khoản lợi nhuận trong ngắn hạn giúp anh chị em hơn. Thì đấy là cái cách mà mình lựa chọn cổ phiếu. Và thường thì mình sẽ không yêu bất kỳ một cổ phiếu nào cả. Khi nào nó mang lại cơ hội cho mình thì mình sẽ đầu tư vào nó.
mình sẽ chọn nó. Nhưng khi nào nó hết hấp dẫn với mình rồi thì mình sẽ không chọn nó nữa. Đấy là cái cách mình chọn. Ví dụ như mùng 1 tháng 12 mình vẫn yêu thích, mình vẫn yêu thích thằng viên đi, nhưng một khi mình bán rồi là mình sẽ không chọn nó nữa. Mặc dù mình vẫn thích, nhưng nó không phải là cái điểm đến ưu tiên của dòng tiền để mình tham gia, mình giải ngân vào nữa. Đấy là với thằng viên đi. Và trong mấy viên vừa rồi thì mình lại lựa chọn, mình ưu tiên thằng SDS hơn. Vì thứ nhất, nó gần, nó tiệm cận cái vùng đỉnh của nó hơn. Và nó có những cái xu hướng nó đi lên cao hơn thì mình mua ở phiên này, mình mua ở 18 này. Mua ở phiên này là thị trường nó còn chưa tạo đáy ngắn hạn nhá. Hôm sau thị trường mới tạo đáy ngắn hạn, nhưng mà gần như hôm sau anh em không mua được SDS nữa, thế mới hay cơ. Đấy là cái cách nhận diện siêu cổ phiếu. Anh em phải mua trước được, chứ không phải đợi đến cái phiên 19 tháng 12 anh em mới mua. Thì kể cả anh em có bán phiên hôm nay anh em cũng chỉ hòa vốn được thôi, chứ anh em không thể có lãi được những cổ phiếu này. Thì cách để mang về lợi nhuận giai đoạn này là anh em phải mua sớm. Mua khi nó bắt đầu nó vượt lại lên cái đường EM20 ngày. Đấy là xu hướng trong ngắn hạn. Thì hôm nay mình bán thì nó cũng lãi khoảng gần 4%, bán 50%. Hôm qua thì bị nó quét một ý ở đây, quét ở giá 43. Thì mình hôm qua mình kê mà. Hôm qua mình kê, nếu như mà nó chạm 43 thì mình sẽ ưu tiên, mình cơ cầu bớt. Thì lúc đó chạm thì mình bị quét mất 20k. Thì hôm nay mình bán bớt một phần, đợi lên 46 thì mình chốt nốt phần còn lại. Nếu như mà sang tuần thị trường, cái thông tin về KRX nó chính thức được đưa vào vận hành đúng như kế hoạch vào chiều ngày thứ hai tới, thì rất có khả năng những cổ phiếu như là thằng FTS nó sẽ chạy một cái nhịp cuối trước khi nghỉ lễ Tết Dương lịch. Thì giai đoạn này là giai đoạn trong quá khứ hồi tháng 11 năm 2021. Ở giai đoạn này nó đi ngang khoảng 2-3 phiên, anh em thấy ấy, giống 2-3 phiên vừa qua không? Giống 2-3 phiên kiểu như ngày hôm nay, kiểu một số cổ phiếu như VND, như SSI. Không quan trọng. Quan trọng là thằng leader, thằng STS ấy, nó hướng đi lên. Thì những cổ phiếu phía sau ấy, một khi mà cái thông tin về việc KRX nó chính thức đưa vào vận hành đúng như kế hoạch, thì rất có thể cái nhóm chứng khoán ấy nó sẽ kéo tăng tốc đi lên. Nhưng cái nhịp kéo tăng tốc này là để giúp anh chị em mang về lợi nhuận. Có thể anh chị em mua ở cái cây đầu tiên, nó vẫn sẽ giúp anh chị em chốt lãi. Ở giai đoạn này, ở giai đoạn 2021 thì anh em mua ở giai đoạn này thì anh em mang về khoản lợi nhuận là khoảng 15%. Còn có thể một vài phiên tới, nếu như cái thông tin về việc Caric nó chính thức được đưa vào vận hành, thì có thể là những cổ phiếu này nó sẽ tăng, từ đây nó sẽ tăng lên khoảng vùng 48 đến 50. Mình đánh giá là cùng lắm nó chỉ lên đến được vùng 50 thôi, những cổ phiếu như STS ấy. Khi cái thông tin về Caric nó được đưa vào vận hành thì nó sẽ tiến lên được đến cái vùng đỉnh cũ. Đỉnh cũ là hồi tháng 11 năm 2021, thì có thể những cổ phiếu như VND thì nó cũng sẽ được kéo kéo lên cái vùng 24.5 đến 25. Đấy là cái thông tin tích cực nhất mà anh em đang mong chờ trong tuần tới sau khi nghỉ cái kỳ nghỉ lễ Noel xong. Thường thì ở phương Tây nó mới có nghỉ lễ Noel thôi, một số nước châu Á như Nhật Bản nó có thôi. Còn ở Việt Nam chúng ta thì Noel thì vẫn đi làm bình thường anh chị em nhé. Rất là may mắn kỳ nghỉ lễ Noel nó rơi vào đúng 2 ngày cuối tuần, chủ nhật, thứ bảy chủ nhật. Nên anh chị em có 2 cái ngày nghỉ này để sum vầy, để gặp gỡ bạn bè, để về thăm gia đình người thân. Còn các năm khác thì nó có trùng với ngày này đâu. Nên sau cái kỳ nghỉ lễ này, chỉ cần một cái thông tin chính thức từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cái thông tin chính thức đưa vào hoạt động, nó sẽ giúp cho cái nhóm chứng khoán nó tiến lên đến cái vùng đỉnh cũ và giúp anh chị em chốt lời. Nhưng nếu như cái hệ thống KRX mà nó bị delay thì cái thông tin này có thể sẽ khiến cái nhóm chứng khoán nó quay đầu nó giảm, và có thể sẽ khiến cho thị trường nó sẽ quay về để nó test lại cái đáy bên dưới. Đây cũng chính là những cái điều mình muốn chia sẻ với anh chị em trong cái nội dung video ngày hôm nay, về đánh giá về diễn biến của thị trường trong tuần tới, một tuần chốt NAV, chốt NAV của năm 2023 của các quỹ. Thời điểm này là thời điểm rất nhạy cảm với các cổ phiếu trên thị trường. Chỉ cần một cái văn bản nó có thể khiến cho thị trường trao đảo theo cả hai nghĩa, đi lên hoặc đi xuống. Nên đây là cái giai đoạn anh chị em không nên mua mới cổ phiếu, đặc biệt là trong phiên cuối tuần này. Vì lỡ không may hệ thống KRX nó bị delay thật thì sẽ khiến anh em bị kẹt hàng. Và anh chị em mua ngày hôm nay, lỡ một số cổ phiếu như FTS nó quay về đấy bên dưới này nó rũ bỏ, thì sẽ khiến cho anh chị em gặp phải khoản lỗ khoảng 6-7%. Lãi thì còn không kiếm được bằng như vậy, mà mua một phát
lỗ ngay khoảng 6-7% như là sóng uptrend mà anh chị em rơi vào cái vị thế cắt lỗ luôn. Thì đánh như vậy là anh chị em vi phạm cái nguyên tắc, vi phạm cái kỷ luật và sai cái phương pháp trong quá trình đầu tư rồi. Và thậm chí là những nhà đầu tư không chuyên nghiệp giai đoạn này họ còn chấp nhận cầm tiền mặt để ngồi ngoài luôn thị trường, để chờ cái con sóng mới trong thời gian tới luôn cơ. Chờ thị trường nó test lại, và mình không biết là thị trường nó có test lại hay không. Test lại hay không thì chúng ta phải chờ thị trường nó diễn biến như vậy thôi. Chứ còn mình thì mình mua từ những phiên này, từ những phiên 18 tháng 12 hay là cái phiên 19 tháng 12 khi thị trường nó tạo đáy ngắn hạn là mình mua gách rồi này. Hôm nay thì mình chốt chốt luôn ở gách rồi. Hôm nay mình chốt là chốt ở 23 luôn. Chốt 23 50% và xuống đây 22.8 là mình chốt nốt này. Cuối phiên nó cũng có tăng được đâu. Và với cái diễn biến này thì rất có khả năng những cổ phiếu nó sẽ quay đầu nó test lại. Sau khi test xong thì có thể cuối tuần sau nó sẽ đi lên. Đấy là cái kịch bản và đấy là cái diễn biến của thị trường nó có khả năng xảy ra trong tuần tới. Và sau phiên ngày hôm nay thị trường nó tiến lên đến cái vùng cản 1.106 nhưng mà không thể vượt qua được. Nên cũng rất có khả năng sang tuần tới thị trường nó sẽ test lại vùng 1.090, 1.085. Sau đó sau khi test thành công nó sẽ bứt phá, nó sẽ đảo chiều đi lên. Khi đó anh em sẽ có nhiều cơ hội tham gia hơn. Nếu như là test thành công thì nó giống giai đoạn này anh em ạ. Bản chất nó chả khác gì đâu. Nó giống như phiên này anh em thấy không? Ba phiên rút chân, ba phiên hồi phục, sau đó thì có một phiên giảm mạnh, quay đầu giảm mạnh. Thực ra giai đoạn này trong sideways nên mình gọi là giảm mạnh thôi, nhưng mà về cái biên, về cái mức điểm thì nó không thực sự không giảm quá mạnh đâu. Nó giảm có 8 điểm thôi. Xong đến phiên hôm sau thì nó dừng lại, nó được cân bằng lại và sau đó thì nó bứt phá đi lên. Thì giai đoạn này nó mới chính thức nó hồi phục và cho anh chị em cái cơ hội đầu tư mới. Nên anh chị em vẫn có cơ hội đầu tư trong thời gian tới chứ không phải là hết cơ hội luôn đâu. Nên giống như giai đoạn này, này anh em thấy không? Khi nó tiến lên đến cái đường cản kháng cự EMA 20 ngày, nên anh chị em cứ canh cái đường EMA 20 ngày mà mình hay sử dụng nhé. Anh chị em nào mà sử dụng ấy, sẽ thấy cái sự hiệu quả nhất định của nó trong quá trình đầu tư. Khi nó tiến lên cái vùng này nó không vượt qua lên được, sau đó nó quay đầu nó test lại 2 đến 3 phiên, 2 phiên. Sau 2 phiên test lại này, nó có một phiên, phiên này gọi là phiên phủ nhận của 2 phiên rũ bỏ đó. Khi nó đã có một phiên phủ nhận này, anh em chỉ cần canh thấy nó vượt lên trên là anh em bắt đầu mua rồi. Chứ không phải đợi đến cuối phiên anh em mua đâu. Kể cả thị trường nó có là T cộng 2,5 hay là T cộng 3, T cộng 4 đi chẳng nữa. Thì anh em cứ canh khi nó vượt lên trên là anh em mua được rồi. Sau khi mua xong có thể sau đó nó sẽ rút lại trong phiên, rồi cuối phiên nó vẫn đóng cửa ở cái mức điểm số cao nhất phiên. Thì đấy là thỏa mãn cái điều kiện. Đó là cái tín hiệu xác nhận mà anh chị em cần phải chú ý trong phiên thì anh em mới mua được cổ phiếu. Chứ còn bây giờ anh chị em bảo là bây giờ anh bận lắm, anh chị bận lắm, không có thời gian theo dõi bảng điện trong phiên. Nhưng mà anh chị em phải có kế hoạch trước. Chứ không phải là anh chị em nhìn thấy những cái con số xanh xanh đỏ đỏ, xanh là anh chị em muốn mua, đỏ là anh chị em muốn bán. Thì như vậy gần như là thị trường nó sẽ bào mòn tài khoản của anh chị em sau qua thời gian luôn. Chứ không có chuyện là anh em kiếm được lợi nhuận đâu. Khi mà anh em không có thời gian theo dõi trong phiên thì anh em phải có thời gian để phân tích, để nghiên cứu ngoài phiên, ví dụ buổi tối, hoặc là anh chị em theo dõi một số chuyên gia nào đó. Có thể là anh chị em theo dõi mình, anh chị em yêu thích mình mà anh chị em chưa thuộc cái hệ thống khách hàng của mình thì anh em cứ inbox cho mình. Anh chị em không inbox thì anh em cứ chuyển ID trực tiếp theo cái cú pháp, theo cái ID ở trên màn hình ấy, là cũng sẽ giúp anh chị em về làm khách hàng của mình, thuộc hệ thống khách hàng của mình luôn, không có gì khó khăn cả. Mà cũng sẽ giúp anh chị em thoải mái hơn trong việc giải ngân, trong việc đầu tư, có sẵn kế hoạch. Mình lên kế hoạch hàng ngày để anh chị em chuẩn bị. Nên bảo là anh chị em bận, không có thời gian theo dõi bảng điện, không có thời gian nghiên cứu, không có thời gian phân tích. Bởi vì anh chị em chưa tìm đúng người thôi. Nhưng một khi anh chị em đã gặp được mình, có thể giai đoạn này thị trường nó khó, anh chị em cảm thấy giai đoạn này không phù hợp, nhưng một khi thị trường nó đã vào uptrend, kiểu gì anh em sẽ kiếm được lợi nhuận luôn. Và khi anh em đã mua được một cổ phiếu tiềm năng, anh em chỉ cần cầm nó đến hết con sóng, nó sẽ mang về, nó sẽ giúp anh chị em mang về khoản lợi nhuận 40-50% là chuyện rất bình thường luôn. Nhưng sau đó quan trọng là anh em phải giữ được khoản lợi nhuận đó. Để tránh những giai đoạn thị trường quay đầu giảm, anh chị em bắt đáy sớm quá, nó sẽ khiến cho anh chị em bị bào mòn mất cái khoản lãi trước đó. Thì lại khiến cho anh em chán nản vì không giữ được lợi nhuận thôi. Còn giai đoạn này thị trường ấy, giai đoạn hiện tại mình đánh giá là thị trường nó vẫn đang đi trong cái hình hộp từ vùng 1.070 đến vùng 1.130. Nó sideways ở trong khoảng 60 điểm, trong cái vùng hình hộp 60 điểm.
cứ mỗi khi nó giảm xuống cái vùng hỗ trợ thì nó lại hồi phục đi lên. Khi hồi phục gần đến cái vùng biên trên của cái hình hộp, nó sẽ có áp lực của cái lực bán ra chốt lời. Khi đó anh chị em cũng thực hiện cái việc chốt lời ra và chờ nó điều chỉnh giảm lại xuống phía dưới. Cái điều quan trọng là anh em cần phải thấy sau mỗi cái nhịp giảm xuống cái vùng dưới hỗ trợ, anh chị em cần phải thấy là nó phải có cái tín hiệu nâng đáy dần đi lên. Cái tín hiệu nâng đáy này này có nghĩa là nhiều nhà đầu tư muốn mua vào hơn khi cổ phiếu, khi thị trường nó đang giảm, và giúp cho thị trường nó nhanh chóng hồi phục hơn là giai đoạn trước đó. Và càng dần sang phía bên phải, cái nền giá nó càng có một cái dấu hiệu siết lại, thì khi đó nó sẽ báo hiệu một cái tín hiệu cho anh chị em là thị trường nó sắp vượt lên trên cái hình hộp này rồi. Hình hộp này cũng có nhiều anh chị em gọi đây là một cái hình hộp đa phát. Cũng có một số anh chị em gọi đây là một cái nền giá tái tích lũy. Gọi như thế nào cũng chỉ là cái cách gọi của anh chị em thôi. Cái cách gọi nó gắn liền với một huyền thoại đầu tư nào đó, một nhà đầu tư thành công nào đó, và nó trở nên nổi tiếng thôi. Cho nên anh chị em có thể sử dụng một cái tên gọi mà anh chị em đặt riêng ra cho nó cũng được, không sao đâu. Quan trọng nhất là mang về lợi nhuận chứ không phải là cái tên gọi. Và anh em cần phải phân tích được cung cầu, cần phải phân tích được mẫu hình, cần phải phân tích được thanh khoản. Nền giá nó siết chặt hay không? Giai đoạn này đội tạo lập đang muốn làm gì? Thì anh chị em cứ tập tập cái thói quen là đứng trên vai người khổng lồ đi. Để biết được là giai đoạn hiện tại đội tạo lập đang muốn làm gì? Tại sao họ lại muốn cái thị trường rung lắc mạnh vào khoảng 10 15 phút cuối phiên? Nhưng quan trọng là cuối phiên nó lại được kéo rút chân đi lên. Và mình dám khẳng định với anh chị em luôn, rất nhiều anh chị em bán ra vào khoảng 14 giờ 20 hôm nay, 14 giờ 25 hôm nay. Sau khi anh chị em bán xong, thấy nó rút chân hồi phục. Và cái nhịp này này theo phái sinh ấy, cũng có rất nhiều anh chị em bị rũ rơi hàng. Đánh theo cái tín hiệu kỹ thuật thì cái nhịp này nó gọi là nhịp rũ test lại đáy. Nhưng quan trọng là cuối phiên nó lại rút chân hồi phục đi lên. Có thể thời gian tới nó lại tiếp tục nó rung lắc, nhưng nó phải dần cho thấy một cái tín hiệu nó nâng đáy dần. Sau khi nâng đáy thành công, siết lại thành công, lấp gáp thành công, sau đó nó hướng đi lên, nó bật tăng đi lên, dòng tiền tham gia mạnh mẽ break đi lên, khi đó thị trường nó sẽ bước vào cái con sóng chính và sẽ giúp những cái cổ phiếu anh chị em đang cầm tối ưu gia tăng lợi nhuận, và anh chị em có thể thực hiện khoản chốt lãi khi nó tăng mạnh đi lên. Ví dụ sang tuần ở phiên chiều thứ hai, HOSE hay là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đưa cái thông tin chính thức về việc KRX nó được chính thức đưa vào vận hành. Sau đó cái nhóm chứng khoán nó bật tăng mạnh mẽ và tiến lên đến cái vùng đỉnh cũ của nó. Mình sẽ ưu tiên cái việc chốt lời hơn là mua mới nếu như nó tăng vượt qua cái vùng đỉnh này. Không có một lý do gì để anh chị em thực hiện cái việc mua mới ở giai đoạn này nữa cả. Những cái mẫu hình, những cái nền giá này mình đã phân tích hết với anh chị em từ những phiên đầu tháng 12. Anh chị em có thể theo dõi lại những phiên này này. Từ những phiên đầu tháng 12 này. Để những phiên từ những phiên này. VN-Index khi nào vượt đỉnh, kiên trì gồng lãi để từ những phiên này. Mình đánh giá những cổ phiếu như SHS. Mình có báo anh chị em là anh chị em nên thực hiện việc chốt lãi từ 19.5 đến 20. Và sau đó có khả năng nó sẽ tạo thành một cái mẫu hình. Và mẫu hình này nó có thể trở thành một cái mẫu hình gãy nền rũ. Nhưng phải tùy thuộc vào diễn biến của thị trường. Xem thị trường nó đồng thuận hay không. Nó có đủ sức để kéo những cổ phiếu này vượt đỉnh để bước vào con sóng chính trong thời gian tới hay không? Đấy mới là điều quan trọng. Còn nếu như nó không vượt được thì rất có thể nó lại tạo thành một cái mẫu hình hai đỉnh. Và khi đó nó lại tạo thành một cái hình con mèo.
Và hai cái đỉnh này anh chị em lại được thấy là hai cái đỉnh của cái tai mèo, thì như vậy nó không hay, và như vậy nó sẽ làm cái khoản lợi nhuận của anh chị em nó biến mất nhanh chóng. Đây là lý do vì sao trong phiên hôm nay mình báo anh chị em chốt lãi ít nhất 50%, hoặc anh chị em nào ấy thấy bất an về thị trường thì có thể thực hiện việc chốt lãi toàn bộ, chờ thị trường nó cân bằng xong lúc đó tham gia mua lại. Thì anh em phải chấp nhận hai cái việc, hai cái tình huống, nếu như là sang tuần cái thông tin tích cực thì có thể bỏ lỡ khoảng 2-3 phiên tăng mạnh. Nhưng anh chị em cũng có thể tránh được những cái rủi ro trong ngắn hạn mà nếu như cái thông tin tiêu cực nó xảy ra, thì anh em phải chấp nhận thôi. Nên cái việc mình làm hôm nay là mình chốt lãi 50% toàn bộ danh mục cái đã. Còn sang phiên thứ hai nó biến động ra sao, mình chặn lãi trước rồi, nên không có một cái lo lắng gì cả. Vẫn nghỉ lễ Noel rất yên tâm, an lành và thoải mái bên gia đình. Thì đấy là những cái chia sẻ của mình. Mong muốn để giúp anh chị em trong thời gian tới đầu tư hiệu quả hơn, hình thành hoàn thành được một cái phương pháp. Và cái phương pháp đó nó phải giúp anh chị em mang về lợi nhuận, chứ bây giờ cứ bảo phương pháp là đánh theo sóng, đánh theo sóng Elliott, sóng đánh theo giải Bollinger, đánh theo Meiji, đánh theo MA, đánh theo EMA, đánh theo cung cầu. Nhưng mà anh chị em biết nhiều quá, nhưng mà anh chị em chưa trở thành chuyên gia của những cái chỉ báo đó thì chưa chắc anh chị em đã mang về lợi nhuận đâu. Cái việc mình chia sẻ với anh chị em ấy, là mong muốn là để anh chị em hiểu, anh em chỉ cần trở thành master của một chỉ báo, một hai chỉ báo phân tích kỹ thuật thôi, và anh chị em có thể đánh theo kiểu rình rập, không cần phải lúc nào cũng hiện diện trên thị trường. Giai đoạn khó có thể chấp nhận đứng ngoài hoặc là sử dụng một khoản vốn nhỏ để tham gia đầu tư, đánh lướt lát T cộng, sai thì ghi nhật ký, sau này sửa không lặp lại nữa, đúng thì sau này tận dụng nó để biến nó thành cơ hội tối ưu hơn, tự tin đánh cho quá trình sau này hơn. Thì trong cái video ngày hôm nay mình chưa chia sẻ với anh chị em những cổ phiếu tiềm năng mà trong tuần tới anh em cần chú ý, thì chủ nhật tới mình sẽ làm một cái video ngắn để gửi tới anh chị em về khoảng 3 đến 5 cổ phiếu anh chị em đặc biệt cần lưu ý trong tuần tới, mà anh chị em cũng không mất quá nhiều thời gian để theo dõi khoảng 30 phút như ở trong cái video này. Cái video đó có thể khoảng 3 đến 5 phút thôi. Anh em chỉ cần dành khoảng 3 đến 5 phút là anh chị em hiểu, anh chị em có thể tận dụng những cơ hội để trong tuần tới. Thế nếu như thị trường điều chỉnh thì nên ưu tiên cổ phiếu nào? Nếu như thị trường tiếp tục tăng mạnh thì có nên FOMO, có nên mua ở kênh break hay không? Anh chị em nhá, chúc anh chị em có 2 ngày nghỉ lễ cuối tuần thật là hạnh phúc bên gia đình. Anh chị em theo dõi video đến giờ này mà yêu thích mình thì nhớ việc thứ nhất là nhớ về làm khách hàng của mình, về đồng hành cùng mình khi anh chị em đã có tài khoản TCBS, tài khoản VPS. Cái việc thứ hai, nhớ ấn vào cái nút like và đăng ký kênh, cùng với việc ấn vào nút chuông thông báo để khi mình đăng tải những cái nội dung video mới nhất, những bài chia sẻ mới nhất, anh chị em là người đầu tiên nhận được cái thông báo này để chuẩn bị kế hoạch đầu tư giải ngân trong tuần tới anh chị em nhé. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi.